Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ là lỡ cũng đã trôi qua được một nửa. Anh em tụi mình là vẫn phục vụ tất cả mọi người. Sau một ngày là dành cho thời gian cho gia đình rồi, là giờ là anh em tụi mình là tập hợp ở bên này. Thì lâu lâu thì anh em mình sẽ làm một cái video nó không có hay một chút. Là đợi thứ nhất là đợi giúp chân Bé Dung. Là Bé Dung nó có nhận có một cái nhãn hiệu á, là tình cờ cái lúc mà cái đầu của Phi nó mới cắt nè. Đó. Xác nè. Quê đâu bạn đây nè. Giá thì bây giờ nó sợ nó đang sợ bị hói các bạn. Không. Nó cầm quay sát 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 nữa chứ. Ừ. Còn thằng Riêu á thì nó đang muốn có tắc mặt cho nên là Bé Dung á nó có nhập một cái sản phẩm gì à? Đó chính là sản phẩm là thuốc mập tóc. Rồi uy tín rồi cho đỡ rồi lên cho nó post đó nghe. Ấy là bây giờ Bé Dung nó giúp anh em mình quay phim giùm. Là tin dầu bự ấy mày. Cái gì vậy? Mà hỏi tao sao tao biết? Tại sao giờ tóm lại là sao? Cái gì vậy mày? Không biết mày. Tóm lại bây giờ vậy nè các bạn, làng Bé Dung á là nó muốn bán cái sản phẩm đó cho nên là nó có nhờ team mình là review giúp nó, quảng cáo giúp nó thôi. Còn tiền bạc thì đợi tao thách máy. Được. Ê, ý là giờ này mày có lấy tiền không? Lấy mày ít thầu chứ. Nó quyền mà lấy cái vụ ba triệu lấy triệu đâu. Bình thường mà nhận ba triệu. Mình bình thường mình ba triệu thì bây giờ em đó mình làm nhiệt tình nhưng mà chuyện chầu nhậu thôi. Hồi lấy bạn. Lấy không mày? Không. Ý là thâu giờ. Ý là nó tính gỡ 2 triệu hả mày? Không, rồi anh uống kiểu mua 2 thùng kem như làm 2 thùng gà rồi. 2 thùng kem chứ 2 thùng gà đúng không? Mày đâu kêu 2 ghe là 700. Thế thôi mày không quen. 2 tuần kia là 8 rưỡi nữa. Mày về chơi đâu bố? 2 triệu rưỡi. Ê, anh em mình thống nhất là trong cái video giả bộ nó không lấy tiền nha. Nhưng mà gặp nó nói đi không? Đúng rồi. Thì ok tất cả mọi người nha. Anh em tụi mình là thống nhất với nhau là không lấy một xu nào. Em mà phải giúp thật em sự luôn. Dùng chỗ cái tâm. Rồi ai cái sự giá nó tốt với các bạn. Nó khay. Khay. Thích tâm phúc. Mẹ thầy ghê này. Thích tâm lý. Mày ơi là cái đó vô chắc là đắp mày nó lên luôn đó chứ. Đâu vậy lên màu mới. Ê, quay ra coi nó kìa, nó có nèm cái giống xuống y chang thầy ông nậu á. Ừ. Thầy mà giống mấy thằng Liệt. Mày biết mấy thằng Liệt căng kinh không? Cái chồng mẹ mày, nó người căng kinh mày. Giống thầy ông nậu dám ăn luôn à. Không, ê, bây giờ anh em ngồi đây, ngồi chung này, đó tôi nói một cái. Có nghĩa là vậy nè. Sao? Anh em mình thì cũng cứ có lấy cái sản phẩm đó để anh em mình gắn vô trong phim mình. Sao? Để cho người ta nhìn thấy cái thương mại của cái bộ phim đó. Vô, rồi là, vô, rồi vô, là okay. Người ta sẽ đưa cho mình quảng cáo sản phẩm. Bây giờ là xà bông, Omo, quần xì, áo dấu hay là bất cứ cái gì ai muốn sản phẩm là cứ đưa cho tụi mình gắn lên phim nha các bạn. Xì áo dấu gì mày? Đi quảng cáo bè đó. Và mình nhận luôn là một cái quảng cáo là 5 triệu. 3 triệu. 5 triệu. Tùy cái tính chất sản phẩm nhá. Ngắn hay dài thì đó. Đơn giản thì 3 triệu. Dài cao xét tôi rồi sao? Cao gấp. Thì tôi đưa mày gì mà test? Test đầu mày. Mà chưa cho con mà mất dạy vậy. Không các bạn. Mấy mớ vừa luôn vợ tao. Không các bạn. Tao không đáp ứng đủ sao? Các bạn. Các bạn khi mà con. Khi mà anh em tụi mình tính nói gì tao quên mẹ. Cút mẹ luôn mày. Đem. Sao thằng lẹo nó lâu cầm sản phẩm qua giống anh em qua phải là nhiệt tình nha, chứ không biết Dung nó theo mình nó đóng phim mà. Mới bạn cái ông Dung mà Dung mới gì không nhiệt tình mà. Cầm đồ qua. Ủa chết. Nó đóng như tìm. Còn Bé Dung, con Bé Dung nó ngại thì nó đưa thằng Hiếu cầm qua giùm. Không. Mày mớ ngại. Mà đúng mình thiên thời địa lợi nhân hòa nha, cái đầu này nè. Giờ đưa vô cái mắt. Chắc là nó mặc lên như đang trường luôn vậy. Mặc như cái đầu mày á, cái đầu mày như cái đầu cái môi à. Mày phản cảm với mày. Phản cảm với nhau mày. Phản cảm với mày. Không, giá mày muốn tóc mày dày thì em chút rồi đúng không? Tại vì dày á, cái đầu vô đây nó hơi bị chập. Chập. Ấy che mày vô. Ấy là tóc mày nó phải dày. Tao làm đâu cũng phải ơi chữ cái bọt. Không thật sự. Chứ anh bơi giờ nó kêu tao đèo ngu mày. Nó nói đèo tao đèo cả chưa cứt. Cái đầu của thầy Diều nó hay các bạn. Cái đầu nó y như là thằng cháu đâu á, nó không nó ở trung á, là tôi nhìn cái đầu mày
cũng quê mày ơi. Ê, kinh cháu tao nó ở tù là tao nhìn cái đầu mày ưng như cái đầu bang đó vậy. Tao đâu. Ê, kể vô đây, bút về đây hình cái sao đâu mày tiêu tao không mày. Không nhớ thằng nào. Nó xem đế. Ê, review. Xem đế. Review những quất thẹo mày ơi. Đây là đồ hồng xương. Chó xem đế thứ nhất. Đó, con chó nó gặm mày. Chó gặm. Quất thẹo đây lúc 14 tuổi ra đường ra đời chơi bạn kia lá đế chán đều. À, còn còn cái bát thiệu chỗ mở đây thiệu mở ăn vui rồi mà rồi đâu anh em cố gắng giúp con Mỹ Dung chút nha. Đỡ chờ à, mình tắt máy cho bạn chờ chút nó cầm sản phẩm qua tuyệt. Ê, anh em nó hứa là nó không lấy đồng nào hết á. Sao thiệt đồ phải không nhảy được rồi mà lấy gì ít xịn vậy mày sao quảng cáo đi ngay cái đây là cái nước chiết xuất dùng thử hiểu không trải nghiệm trước còn là mấy anh em sẽ có một cái chai riêng chạy bự luôn cho vợ nó đồ nó xài chứ cái tên chai phóng rồi hả? Tên nhãn cái chai chỉ xuất ra dùng thứ mà cái là nhãn mát rồi đâu sao không có gì hả chạy đây thứ anh em mình dùng mày muốn nó luôn mày chạy có thằng quần mày sao mày làm bé cái gì mày cảm chứa mày có nhiều lái quay luôn ly lử luôn ly lử luôn không đột phé được ly lử kiếm tiền rồi tao có một cái chiều lên đúng không rìu nó biết đèn rìu rành lắm từ từ đó ông điều đã biết mà anh em mình làm cái cơ hội tốt lợi tốt chính thương hiệu hòn tàu quá đơn tí nữa quá dơ là sao cái mùi nó hao hao các cái mùi khai ông nó khùng thì khai nó thâm lận nhưng mà khai tôi ngứa luôn rồi khai tôi thở không từ từ đúng như anh em cái mùi bình tĩnh nè bây giờ vậy nè hiếp bây giờ em nói với mọi người em kêu gọi bây giờ này bây giờ mình nói luôn với các bạn đợt giờ thì Mỹ Dung nó đi theo mình anh em mình làm phim đúng rồi thì đợt giờ buôn bán thì cũng được bán sầu riêng thì cũng ớ quá đúng rồi thì nay có sản phẩm mới ở công ty từ Sài Gòn tới về sản phẩm này tên là cái gì mày thì Beautiful gì đó Beautiful này mày sao ta Beautiful à tỷ phú Beautiful sản phẩm này á tỷ phú đi ăn nè cái gì Beautiful thì xíu là con dung này nó qua đặt anh gì mà nè em thử coi xong không thâm lận luôn thâm lận luôn nó lao đi ông lao vòng vàng xong người anh đổ ông nói chuyện đổ mắt là sợ gì không điều mà biết này hay dùng nè cái loại đó tốt mày mày thử thử đi không mày nói cái con mày này ai đồ thì cái sản phẩm này thì cái sản phẩm phẩm này á khi mà boil lên á thì tóc sẽ mọc đẹp hơn tóc bạc sẽ thành tóc đen đó thu tóc liền da ghế thành da láng tròn luôn tao coi chứ không tao tao không mày trong đó nó cái gì mà trong đó cá thợ không dùng được là sản phẩm này dùng có kết hợp sự collagen này là một này đó có gì collagen là gì collagen à collagen à rồi em có biết tiếng Anh đâu collagen à cả đó đây sợ hói này sợ hói là gì cái sản phẩm này nếu anh em mình BR tốt á thì mọi người sẽ có một chai một chai gì sử dụng ê nhậu còn vụ nhậu dung nó sao còn vụ nhậu là chiều nay dung mới nhận anh em mình hết rồi vậy là có đúng không có bây giờ có tiền anh em giúp mình cái tâm nha bây giờ mày giải thích thành phần thành phần cái gì mày nói kỹ thành phần đi collagen gì nữa thành phần xíu con dung nó quay lại nó quay lại nói bây giờ anh em mình chỉ nói là sản phẩm này giá tiền bao nhiêu sao mày gọi nó quay luôn chứ tớ rồi dung dài dữ vậy không anh em mình qua trải nghiệm trước xíu nữa dung nó chặn anh em mình sản phẩm công gì à đó rồi vậy ra kia ra sáng đi ra kia ra sáng thôi đỡ em trải nghiệm trước rồi anh em biết quảng cáo đâu bây giờ tao thấy anh vẫn còn đúng tổng phạm với mày đủ gì vậy đủ gì đây vậy mày đang tạm giữ 4 đối tượng trong băng nhóm chuyên sử dụng súng kích điện để bắt trộm hàng trăm con chó trên địa bàn thành phố. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm Joker, Phi Xít sinh năm 2004, Hiến Lẹo sinh năm 2003, Bác Giai sinh năm 2003. Đuôi xe trộm chó. Trộm chó sao? Cái gì trộm chó? Có nghĩa là mình thử thôi, mình sẽ tụi mình càng đầu càng đơn giản người ta càng ủng hộ, mày hiểu không? Ok. Rồi. Em á thì thành viên nhỏ tôi nhất. Bây giờ em đi vô YouTube trước mấy anh em. Thì kinh nghiệm em có em sẽ review trước. Còn mấy anh em chuối giải đầu. Không mà xài chứ đỡ anh em nó nghĩ mày bạn bè mà. Thì giờ YouTube. Kinh nghiệm đúng rồi. Có nữa. Tao đầu đầu xong tao nó. Đúng rồi. Tao về YouTube trước này. Đây 24 này. Đây là sản phẩm là mình xịt lên đây. Đó, thì rất là thơm. Thì á mình chính lại là thợ mình phải nhường cho anh em. Đấy. Coi cho Phi này. Đó. Đó, mà xài nó không được. Y như là kem luôn mọi người. Em ơi, nó không được thơm. Ê ăn cẳng mùi thơm dịu dàng không thơm cái mùi tinh dầu bự mà em á phải dầu bự mà không đó đấy
khi mà tha lên tóc mình phải vuốt ra này cho anh đẹp đẽ. Vuốt coi anh mấy nó đi luôn. Cái gì còn lại của tao đều tóc tao nha. Tóc nó sẽ dày, sẽ uống lượng. Đây mày khe hai bên đây này cho cho nói luôn. Đúng rồi. Thì tóc này sẽ uống lượng luôn đẹp. Toàn thấy mát không? Mát. Mát. Tức là mát đó, y như là keo luôn. Mấy thằng Rìu đã đang nó cần sản phẩm này nhất nè. Em mà ngồi im mà sao mà dúng cái thằng cộng chó bữa sống trước. Chứ sống tao đây bị bắt tao thiệt mà ngồi im. Mà dúng mà nói chứ ông thầy bữa đặt tiệm vàng xuống vô tiền. Không, thằng giái tàu này bị cái đội này bị dân quýnh nè. Anh mày mà. Anh review tốt mà hại nó nhỏ nhỏ chỗ nào cá lông là điều được hết đấy. Được. Ừ, thế là nếu cá lông kiếm. Lông kiếm. Không, tiền phải giá được. Nó không có mày. Mày chết đi. Mày chết đi. Mày không có lông kia mày. Bí mày ơi. Tao mày cái chỗ đó đi. Rồi. Có. Bình mày. Mày sao mày biết là không có mày. Mày làm giấy là người ta tự biết luôn á. Mày mày nha. Đúng rồi. Tao có nhưng mà tao ít. Chùi lông kiếm thì đâu chắc rồi. Mày mở ra vậy là không có. Rồi đó. Xài đúng rồi, xài đúng rồi. Này, mày. Bây giờ anh em mình tập trung rào lại nè. Rào bật lên. Rào. Em nói anh này, anh review tóc được hai chàng nữa nè. Ý là cái đó là nó. Rào hiếc. Hiếc đưa anh. Ở dưới mình nó quanh lại thành luôn. Hiếc hiếc đưa anh. Đó. Rồi, thì mọi người ơi, cái này chai này á là cái chai tinh dầu của mà nó có sản phẩm tên là Beautiful. Beautiful. À. Là bố anh trộm chó quả luôn quên bố anh em tên mình bố anh em tên mình á nó sẽ review đầu hiếm em chỉ mọi người cách dùng đây, giờ, từng điều qua luôn sao? Mình phải lách điều lách điều lách điều nó kết hợp này thấy không đó là sự kết túa này đấy thì anh em thì lách trước lách là mình phải thay lên tay đó bữa chiều nó làm cho thùng là thùng nhớ đây không cần đi ông muốn giải cho nó thay. Mày cái review thì kìa. Diễn lên như bị này sản phẩm mát luôn này các bạn. Hai. Mình coi tay đi này mà mình vuốt lên. Wow. Trong luôn nha. Đó. Đó. Qua trong mày này, đó, cho đẹp này, đó. Trong mày này. Trong mày này chứ. Đó. Lên lớn này. Trời thơm không? Thơm không? Đây này giống mấy đầu thầy chùa chắc giống này. Chùa che mày chứ chùa vậy mày chắc mày giác. Giác mày coi tới sản phẩm này nó làm sao? Đó. Nói chung là mình trải nghiệm có nghĩa là nó thi mát. Thi mát. Bạc vị bạc hè tâm. Rồi kèm theo đó nữa là da đầu rất là dễ chịu. Nó có như mát xe vô trong da mày đầu. Mày cảm thấy là tóc mày đang mọc ra chưa? Đang hình như đang lú. Đang lú. Một sản phẩm rất tốt nha các bạn. Các bạn nếu mà không tin thì cứ thử dùng một cũng đông mắt cái gì cho mình. Mình sẽ gắn link Facebook Bé Thủy bảo bên Bé Dung. Bây Dung ở dưới đó mọi người ủng hộ. Nhớ nhộn luôn độ. Đầu giờ thiếu lửa. Rồi, review là phải. Dung nó có nhận đại lý cấp 1 không? Có chứ. Dung vợ anh đúng không? Ý bạn review phải nói láo vậy. Nói láo vậy. Nói láo vậy. Chà. Làm biếng mẹ không nói láo gì nói thật. Bây giờ nào ông tao mờ biếng nó đâu mày. Ấy là mình phải cường điệu lên chút hiểu không? Đầu vuốt này á. Vuốt lại tao nghe. Đây, xịt luôn, không phải mình xịt luôn đấy. Cho nó nhiều. Đó. Tóc anh Huy là độ y như là giống như Ronaldo luôn mà ha. Nó hao đúng á, nó thì mát thiệt các bạn. Đúng quá thì mát. Rầu sao nữa? Thay trong này. Thì mát mà nó ra hình như hao có hao cái mày anh ít này, anh mới thay cho nó rậm. Đúng rồi. Da đầu nó hao ngứa. Có luôn. Da đầu nó hao có hao tóc ra các bạn. Đang nhú đúng không? Đang nhú nè mà cái hao cái vừa mới đưa te vô là tóc đỏ nó đang lên nè, tóc nó đang lên nè. Lên nè nè. Má chắc rồi chút rồi tung tiền nữa. Mua mấy tiền mà thôi. Giờ tao đâu nè. Đã từ hết rồi. Xịt nè. Xịt đồ nó. Đánh tường hả? Xịt đồ mấy tao. Đánh tường hả? Đồ đầu láng. Đẻ. Rồi thằng Tư tao nghĩ nó có tâm nè. Bắt đầu vô Tư vô. Cái này. Mắt xe. Đó. Đó. Đồ tiền. Sao hot trâu nó xịt ghê con mắt luôn. Đầu Tư. Đẻ. Đâu. Sau khi dùng sản phẩm nè. Chuẩn bị nè. Cầm nè. Cầm vô nha. Hai ba. Đen Mọi người nhớ anh em nói quảng cáo đứng lên rồi chào công ty Beautiful rồi. Sau khi mà các bạn ơi bây giờ đây là sao thấy khó chịu nặng cái đầu đúng rồi vậy là nó đang rưng cái đầu đúng không? Tôi giờ đó tôi sao giờ sao chỗ kia thằng kia nó mới hẹn hất tóc hả trời ơi nó dài nó mất giờ mới lấy rồi hất tóc liền tóc giờ độn năm
giờ lên thấy nó đẹp trai quá, chừng nào giờ đi tao gái á, tao gái luôn. Đẹp. Ê, ông tới rồi nè, hồi nãy tôi có chút kìa. Chút à. Bây giờ nó lúng nó lên 4 cm vậy. Có nửa xăng nào cho đầu nó 4 cm là không tin. À không có tâm, không có tâm nữa. Nó lên nhẹ lên. Thấy giờ các bạn thấy không? Cái gì cứ thích mà xem hắn. Thật sự luôn bạn. Vâng lắm. Bạn không bị anh em ngồi chờ này, chứ mày tóc nó mọc ra luôn. À. Cái thành phần đây đúng là thẹn. Tân dắt từ thiên nhiên á nghe. Rõ ràng chứ. Thảo dược tốt mà nó gì. Nó hơ thơm mùi thiên nhiên á. Vẹt đẹp giá mà chứ mày cá lông kẽm. À quên. Không cái nó kẹo đó. Nói cái đẹp nó vô. Kìa mày. Cảm ơn anh em mình biết. Lấy dù nó lấy anh trai. Hế. Anh đẹp mừng trai. Nó tặng mà. Tặng số mà luôn. Nó tặng. Xài hết chai rồi đi. Mày đang bị cuốn á. Mày đang bị cuốn vô quảng cáo đó. Mày đang bị cuốn á. Chúng em. Anh chạy qua. Mình khác quá luôn. Mình khác. Trời ơi. Đen chua giờ đen hiên luôn. Hình này nó ấy. Hình này thấy chắc nó trắng sợ rồi đi. Ê tụi bay lại coi này. Coi này. Nè. Hình này máy nghe không? Hình này. Từng rồi đó. Từng rồi đó. Khác quá luôn chứ bây giờ mà. Bây giờ. Ê. Đều chặt lắp. Đều đẹp lắp nè bây giờ luôn. Các bạn thấy không? Đúng không? Mẹ là điện tôi rồi. Trời ơi. Điều tao nói. Điều tôi mà điều. Cái đều này thấy không? Nó lên mà nó có viền này, hai bạn thấy không? Viền kế viền điện tôi này. Đúng không? Rằng ông giờ thấy đều rằng không? Có. Khó chịu lắm. Nó lên trên một chiếc sofa. Ê, không nghe. Xem này ra cái đầu viền mà nó tròn tròn là giống cái đầu bang. Giống cái đầu bang. Bang của mày mày thấy cái mày. Ê. Mày còn đỡ thằng giái ra 1 cm đầu gàng, giái ra dài vô nè. Ra đầu tao ra dài. Trời, cho tao xịt thêm chút nữa. Thằng mày. Thì mấy đến giờ quảng cáo nãy giờ nó cái chai này á, cái chai này không? Hai ba lại nè. Hai ba sản phẩm này như thế nào? Tập nãy giờ xịt nó láo không mày mày nói hơi tập mới xịt mày. À, nói chung là đen đó, nói chung là đen. Đây đây nó còn răng không? Răng mới xịt vô thì nó sẽ có hiệu quả liền, mấy bà sẽ xịt vô một phát là sẽ biết là tóc mình đang nhú lên liền mà bạn. Đó thằng Vy kia này nó khát nước kia nè. Ê, thằng gì anh ơi? Gì vậy? À, công ty tóc Sài Gòn á. Đít. Anh muốn mua tóc em á. Đít. Con. Tóc em. Đúng rồi. Mua nhiều. Coi tao gọi ai vậy? Cứ gọi ai đi. Ê nha. Anh em mình. Anh em mình quảng cáo á. Thôi đi. Là phải quảng cáo bằng cái tâm. Đi anh. Mở cái chai đây. Chọn vô quê hả? Chọn. Mở cái chai đây. Đổ bụng đầu. Lên luôn. Gì ông trai? Ông thê không kịp. Giờ đi nhậu đi trước. Tắp về mới đâu này, đâu này từ đây. Tắp nào mày công ty Sài Gòn. Riết, dung dần nó chừng nào quá. Đang quay. Rồi. Tắp về mới lên, quay mày về tắp về mới xịt mày lên. Quay quá đủ. Cái đó lên mày lát từ lòng. Nói tụi bay quảng cáo giùm nó cho tụi bay nói vậy tao quá chứ bay. Thì bây giờ mày tắt cái đây, mày tắt cái máy đi. Sao tao bị nhức đau. Mày đi nhậu được chưa? Thì quay giờ tao nhức đau đi. Lâu lâu ấy, đỡ tao tắt mày lần. Quay vậy chứ, tao thấy có mày đâu. Nói chân đạp thì sớm còn cái thằng này nữa. Mày phải biết chứ, mày lên mày nói. Bạc gái, nói cỡ đó đục đầu. Lên nhậu là nói lên. Phải nói lâu lâu chút. Ủa chứ nãy tao nói nói cái tóc Sài Gòn đó tao mua mà không còn gì nữa. Có đá còn nữa. Nhưng mà nói thì thiết thực cho tự nhiên mà máu quảng cáo cái 3 phút rồi người ta đòi mua tóc mày. Là chứng tỏ sản phẩm quá chất lượng, mặt tóc liên tục. À. Nó không có đấy. Vậy nãy giờ thấy tóc có răng không? Ở đây nè. Cái tóc đây này. Nóng cái đầu nào vừa lên. Đây nè. Đồ mày đụng sợ. Nó đầu này. Ông nghe. Không sợ rồi. Ông bắt thấy ông coi này. Mày em đập cái đầu. Cái đây nè, tóc con ở đây nè. Ông lấy cái máy tóc con. Đâu đây, cho mày 2 3. Đó nè, đó. Thấy không? Tóc con nó dài vậy mà cứ lên. Ngựa. Ba cường nghe tin đẹp tóc sản phẩm quét tuyệt vời. Trời, tóc lên đều nhanh, đều nhanh quét này. Chị bình thường với anh em ở anh đâu? Chúng tôi xin hướng ảnh giải pháp trị liệu mọc tóc biệt dược. Đít. Collagen. Phì lấu. Phù lý. Xin hướng ảnh chị. Má tóc nó nặng quá. Má tóc nó nặng quá. Đi hết rồi. Cá tâm đi. Cá tâm đi. Cá tâm đi. Chị đừng cố để cho nói chuyện ít đâu. Em kêu đỏ má tóc nó nặng lý rồi. Không anh cá tâm. Thật sự luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Một người nè vừa má xịt đen thui cái đầu. Một người vừa. Cắp đi chai thôi em. Mẹ. Chung chai gian 2 mét. Đâu? 2 gian luôn mày. Màu trắng mà. Màu trắng. Màu trắng. Chô nó dài hay. Con Chung này. Chô. Tuyệt. Bây giờ anh em không lấy thì thôi rồi dẫn đi nhậu với sao. Hai điều. Hai điều. Tiền bạc cái gì? Đó. Đàng hoàng tới rồi, nè em đã nói. Không. Ý đi để ăn gà ở đâu giờ. Thôi. Tao bị đau bụng. Anh em mình ráng chờ trong dùng que nè. Là que. A few moments later. À.
Thì anh em nó cũng nhận là nó giúp em free rồi á. Này nè, bè chú đại lấy cái một vô nè. Mấy anh em không có lấy tiền. 2 triệu thôi tôi đưa lại. Đây. Thôi em cắt đi, cắt đi. Anh em không có lấy. Cắt đi, anh em không có lấy tiền tôi trả lại bà, vậy đâu. Hiểu. Dạ. Chuyện thay đúng chưa? Đúng chưa? Đúng đâu? Muốn hết chuyện thay luôn rồi, đúng đúng rồi. Má mày, trả lại mày. Vậy hả? Vậy thôi em cũng cảm ơn mày nhiều nha. Đâu? Trời, vậy là đúng anh em mình chơi đúng không? Tìm Trung Gây Trâu quá tuyệt vời. Anh em quá tuyệt vời luôn. Ủa? Gì em? Trung là cái... Ông Son đây là cái chai này. Chứ chai nào? Cái này chai xịt ấy của tôi mà. Cái này chai xịt ấy của tôi mà. Cái này kia cứ lấy cái chai đấy ra anh em quan trái cho bà hả? Ủa là lộn thông, cái đâu lấy chai khác. Sao tôi nhờ ông sao ông mỗi lần. Sao có nguyên cái đậu mở lần nữa rồi, chai chuyện rất đói. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao? Chuyện gì vậy? Mày biến chai hả? Cái này chai mở chanh của tôi mà. Bỏ cái này chai mở chanh của tôi mà. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Mở chai, cái chai gì? Cái gì? Này tao đã nghe mùi khác rồi. Mấy em chai gì? Thì chai mỡ chanh của em nè, cái này em hay bôi lông mắt nè. Mỡ chanh mà lên đâu thầy chùa là chết. Ủa thì cái này em bôi lông mắt để mà nó nở mọc chứ sao? Sao đâu? Ủa mày từ bệ bình tĩnh nè. Cái chai đây là em lấy em xịt thẳng vô luôn ấy. Thì em xịt thẳng vô này. Cái trời ơi, trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Thì chỗ nào còn lông thì em phải xịt vô cho nó nở không? Xịt lông ấy. Thì đúng rồi, xịt lông thì ông thấy tôi nét cái lông không? Ông mày phải nhét tờ giấy nào nỏ ra nhớ đi lấy lụng má, tụi mày chơi nhẹ mày. Ê, bình tĩnh, chết cái sản phẩm đó. Cái gì vậy? Tao bảo mày, cái đồ cắt tao đây. Gì vậy? Còn một trang mày. À, nó đi rửa đều, nó đi rửa đều mà. Na bây giờ tao muốn chiếu mặt ra nữa luôn kìa. Gì vậy? Ủa chưa? Ông Linh sao vậy? Gì đây? Tao đổ nước rồi, má đổ nước rồi nữa. Ê, bôi lên luôn hả? Bao nó bao nem lặng ngừng lặng à? Chết rồi xong luôn hết. Ông bị điên cái tôi không biết nha. Mẹ tao lớn nhỏ trời cái lẹ mày trời lớn. Mày nghe chú nha, tao đem mày đi chờ cái lẹ. Mày nghe chú nha, tao đem mày đi chờ cái lẹ. Mày nghe chú nha, tao đem mày đi chờ. Từ bây giờ em bình tĩnh, anh chưa hiểu vấn đề. Có nghĩa là cái chai đó là nó như thế nào? Em là kêu là kêu ông này chiết ra cái chai này, nghĩ sao ông này lấy cái chai này luôn không? Tôi lấy mày. Tôi có chưa chết sẵn, tôi mới kêu ông chiết sẵn ra đi kiểu tưởng chết. Cái thằng lẹo mà chết luôn. Vậy thôi làm quảng cáo lại. Làm quảng cáo lại cũng được. Mày đang làm quảng cáo gì mang tiếng tôi vậy ông? Ủa, em có nghĩa là cái chai này là đó em dùng cho phụ nữ. Để chỉ dành cho phụ nữ đứa nào mà không có lông, ví dụ chỗ nào vùng kín rồi gì thì nó chỉ có thôi. Ra rồi. Khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Thì cái này có cái... Tao nói rồi, mày nói sao rồi. Mày đi đi. Sao ông Hiến làm anh gì kỳ vậy? Ừ, Hiến. Em, thằng Hiến nó không biết em nói vậy là không được. Sao tôi nhờ ông có chút việc à? Thử em, có nghĩa là thằng Hiến nó đang muốn giúp em, nhưng mà nó lầm. Sao đi? Em muốn nhờ ông trong quay về đây rồi, tao về em mềm cắp được. Tụi mày láng to rồi mày. Bây giờ nó làm thầy chùa Vân Viên. Hầu để mày. Hầu để mày kêu. Sao tụi tiền nào nó trao mở đèn cho thấy anh đâu mày vậy? Em mày tao muốn nhờ đó, mày lại mày trao vậy. Nó thè lông mày nữa. Tao chết luôn. Nó thè lông mày nữa. Thầy muốn đi thầy chùa, tao không đi luôn. Dạ, đúng mày. Lông mày nó tụi mày. Anh Diệp làm đâu, thích tâm lưng được. Rộng tóc rào. Rào quá. Xong rồi á. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Cái đồ gì còn chứ? Còn chứ đều không vậy? Còn chứ đều không hả? Mắt đâu? Mắt đều tóc rào. Mắt tóc rào. Còn chứ đều không hả? Chia nẻ. Không, nhưng mà cũng đừng trách em chứ đâu. Trời ơi, chị mẹ em rồi. Điều, bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh. Có nghĩa nè. Mẹ em mới đều thấy trời ơi mày. Mày cứ quay lại bởi trí nè. Bây giờ. Ê, tao gã, có thở là nó tròn. Hiểu không? Rồi nó sẽ hỏi này Dung. Em nói rồi, cái này chỉ có phụ nữ xài được thôi chứ đàn ông sao xài mày. Nè, em nè, thấy lông không? Có lông không? Đúng rồi. Đàn ông mình nè, em xịt vào bình thường nè, em thoa hết mà em. Nè. Ôi trời ơi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thì em nói rồi, phụ nữ xịt mới được, còn như đàn ông xịt là vô hữu nghiệm rồi. Em, vậy là em đỡ xác vô em xịt luôn ấy. Sao không? Cái đi. Bình tĩnh đi Điêu. Mày tao chết rồi. Mày bình tĩnh. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Anh em tụi mình đang quảng cáo cho nó. Giờ tao quảng cáo lại. Quay đâu mày. Mày tao giúp mày luôn rồi. Trời trời. Nó cái điểm tin dầu ở đâu quảng cáo. Ở nhà đi giờ làm lại. Trời. Mày tao chết rồi. Mày mở.
không có uống này sao được á. Trời ơi, sao tôi bình thường mà anh này em bôi nè. Em bôi quay. Em bao khỏi mọc lông, cũng tắc của anh vậy vâu bài bè đâu được. Thì anh có bỏ thôi thì nó khác. Giờ nó nắm đều, nó nát cái đều ra đây mà ba triệu hai ấy. Tính liều đi tâu luôn một kìa. Ê mày, ê bây giờ nè. Sao? Chết mẹ nó đụng liền. Không, nó đụng liền không? Thôi thôi giờ nè. Bây giờ nó báo bộ tóc giá 3 triệu 2 tiền đâu mua đi. Anh em bình tĩnh đi. Gái, bây giờ mày cừu lên. Sản phẩm đó nó tốt hơn gái. Về cái sản phẩm đó bây giờ nó mọc cao, nó mọc tóc được mà đó. Thôi chết mẹ, thằng gái này nó bầu dữ chưa? Nó bầu dữ nào đây? Bầu đâu? Bầu về làm tám gì vậy? Mày bầu dữ thế. Điều nó bầu dữ cái gì? Thôi đâu mày đâu? Mày chữ nó đẻ. Mày mày chữ nó đẻ rồi mà lấy mày bầu. Không có. Không có. Gì đâu tiêu cả. Cho con coi à. Không. Bình tĩnh này nhá. Ghé tôi máu rồi bạn. Bây giờ anh em. Mẹ ta rụng hết rồi. Chù mẹ mẹ mày chó mập mẹ. Mẹ mày. Tao cũng bị nhưng mình mày. Bây giờ anh em còn lại này, nó dùng giờ lấy sản phẩm anh em làm lại cho nó đi. Thì đây nha mọi người. Sao em nhầm, đổi thôi em nhồi em chút xíu à. Mẹ kêu tôi lấy chai lại. Không, da nè. Mẹ cái cái đây á là không trách dùng được và cũng không trách hiến được tại vì là. Đồ của nó có luôn. Dạ không trách cho nên bây giờ nó phải kiểm nghiệm cho. Sao? Cái cháu tôi bây giờ nó khám nào chúng mày sẽ gì? Chết tôi rồi. Bắt cá bắt đầu luôn hậu. Thành rượu mắt hết rồi đắt luôn hậu. Sao không phải mở trăng mở mở gì vậy này? Ủa em cái mở trăng đó là tóc nó cái mọc đúng không? Em đã nói rồi nó mọc ngược. Ừ. Nó mọc ngược. Là mọc vô. Nó mọc ngược cái mày bốn ơi. Chết. Nó mọc vô não mày lung lung não chết. Chết rồi. Thôi rau. Vậy đồ mẹ nó vậy, vậy nó mọc vô tôi. Tôi não luôn ấy. Mất râu luôn hậu. Nói rồi nó mọc ngược có sao đâu. Mẹ nó mọc vô não tôi não rồi không sao. Mày thôi chết. Mày nó mọc vô não rồi mọc ngược. Tè mày bây giờ. Em ơi, bình tĩnh bình tĩnh mày bình tĩnh. Cái đây nè. Mày hiểu không? Sai lầm. Sai lầm. Mọc ngược chạy chết này mày sai lầm mà. Đưa cho anh em đi. Thì thì từ hết tiền tôi mà. Ê anh em bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Thì ok mọi người nhân một cái tai nạn nhỏ đến với team mình. Khi mà thằng Giái với thằng Phi, thằng Riều nó lấy cái thuốc xịt ấy của con Dung. Nó xịt lên đầu. Vô riêng, anh Phi vô riêng anh. Nó xịt lên nó chở kìa. Đâu có. Ngược vô làm đâu là khó để. Vô sinh luôn. Ta kêu là ta không có tép mặt xịt vô bèn cho nó lên ai về đâu. Mặt nó trội lối luôn mà ai dành tua tua. Riều riều chạy không chứ không nó chạy kìa. Nó dành ra rồi coi lông tua tua nó mập rồi nó quắp rồi ai về mà thôi mày đừng mày đừng mày đừng ngon nè tao chưa có con này đừng mày đừng tao chưa có con đụng chân mày rồi chết mèo ai vậy này. Ê thôi giờ Dung bây giờ này lỡ đâu em chiết chút cái chai đó cho hai đứa nó đương chai thì mày về cho vợ không tao lấy đâu thôi thề cho nó mập ngược vô trong khỏi con này không. Anh Dung sai. Chứ mày anh sai rồi. Anh Dung á. Anh thì sai em chỉ chỗ kia rồi. Em hành bốn bạn anh như hai đứa anh rồi. Không sao. Em đừng có nói kiểu đó đi cho. Cái này ai làm sai cái đây mà giờ em đem ra em nói cái kiểu đó. Em tại là quý ghê đúng chưa? Dạ là Tao đang lỡ quay đầu cho nên là giờ mày phải nói tốt về sản phẩm đó. Giờ giờ nó ngứa vậy mày. Cái sản phẩm đó làm sao? Ngứa này tao ngứa rồi, mán rồi nè. Chết mẹ cho mày rụng nó không? Rụng rồi. Thì giờ rồi má rụng hết cho chân mày rồi. Không có chân mày mình đi sửa được anh, mình đi xách được. Xem lại được không sao? Người ta đi xem chân mày ít nhiều cũng có chân mày. Ra luôn rồi Giái ơi. Đồ mẹ. Đi là nhớ đâu. Đi thì nhớ đâu. Xong rồi. Lông mày. Mẹ mày chạy mày nhổ lòng mũi mày. Mày tưởng thấy vợ đi mẹ. Tôi bình luôn á tin không. Mấy chừng mày nè mà nó ra một mẹ mày. Mấy mày chạy vô rồi đúng mày. Đó. Mấy nó để ra để buồn rồi. Cái đầu tao nó để ra dài rồi. Như cái sân bay vậy mà đúng. Thế anh nói là ông nào ra cái ném cho mày. Anh thầy thầy gì mày. Anh thầy. Không anh cho mày. Thầy gì mày tao đéo lật. Em nói anh rồi. Tâm linh vậy. Hiếp. Bữa sau anh nói em nè. Em đã làm tốt nhưng mà em chín chắn chút hiểu không? Em hỏi rõ ràng. Tao nói mày nãy giờ hai à, nãy giờ nó đi chợ đi đâu đi uống pho tao mày biết. Nó nhờ lái em biết rồi. Đôi khi cái tay anh Dung nó xịt rồi nó dính này dính. Mày. Nó dính này dính kia rồi mày bao lâu rồi. Đâu đâu lấy tiền lấy bạc là nãy giờ mày vô tên mày không biết mày chu đó tao đập mày đó rồi. Lên mặt luôn hả? Ừ. Nó bôi nó bắt xe mày bắt xe ba đầy luôn. Cái gì bôi em mặt luôn. Nó xe ba đầy này chúng nó lột da luôn này. Râu, râu nó rủ luôn không? Sao cái cộng lông giống muối 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 giống ai mày.
Thôi như này. Ê, đừng tắt con này. Anh em mình. Mấy anh em đâu vậy? Sao anh em mình tính này. Thôi luôn á. Không, bây giờ em đừng có nói kiểu đó thì cho cái này em chịt cho em trai. Em nói cái kiểu mà em anh tụi anh trai rồi, em giờ ông trai rồi. Giờ mày đưa đây, tao xịt lại. Ông bị điên nghe. Đó đó. Ông bị thùng sao? Đưa ra. Xài bình thường chứ gì lậu đâu sợ. Em nói rồi, cái này hàng xịt mà thì mình bỏ vô xịt, bỏ vô xịt 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 này kia thôi chứ gì đâu. Bình thường. Không, bây giờ xịt ông đó, ông đặt tắt một lẹt thôi, chuyện lỡ là không. Lỡ mình làm lại quảng cáo không chung đứa hai triệu đi. Đi đâu quảng cáo đâu? Cái tên dầu mau mau đâu? Ê, bây giờ là yêu ai? Bây giờ cái chai đây 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 là chai mọc tóc thiệt luôn. Còn hai cái nó đấu đéo vô nhau là nó trở lại bình thường. Mở đâu chai? Chai đó đòi mua, giờ mà dùng cái đường 700 ngàn là mua. Chai không? Đó thì 700 ngàn đưa tao mua. Mày dùng có bán không? Hùng có. Hùng lại. Có. Mày hùng gì lại? Hùng lại tao mày mua cái tông. Hùng gì hay? Đúng đấy, bè bè em rưỡi. Gì đâu mà sắc cái mua hai chai đồ gì đâu mà sắc mày. Gì vậy? Tiền đâu mày? Người có mấy chục ngàn đây mà. Đúng rồi giấy, chỉ có cách đó thôi. Tiền gì? Đưa đi, đưa dùng đi. Rồi đó. Nhiều bán chai hay không? Chúc anh chiến thắng. Nhiều. Miếng. Thiếu nè. Có 300 một nữa. Rồi bán nó nữa em. Chín ăn nữa chứ. Dạ. Cái đợt đây làm đó 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 đó. Đưa đi. Thằng đây bay. Nhanh đi cho không kịp. Nhanh đi cho không kịp. Mày mày mua ra đây. Em bán nữa, em bán nữa. Nói này. Mày đưa cái đó trả nó nhanh, tao bán cái kia nhanh đi. Nói năng tiếng. Ờ dạ. Đây bây giờ anh còn nhiêu đây, kêu hai chiếc cho anh. Ờ chiếc đi, chiếc đi. Một cái hai thau bây giờ bán chạy anh tiền không đủ à. Đâu, đơn dùng giờ chiếc, đơn dùng giờ. Rồi đây em chiếc cho. Đây là chiếc hay cái kia. Thôi đâu nó cầm cái chiếc mà la vậy. Trời em nha. Thôi em cầm cái chai em về luôn đi. Cầm cái chai gì vậy? Thôi cho mày ăn luôn á. Sao? Anh nghe không mặc lòng à. Anh sẽ từ dưới nha. Mấy nó thiệt mất tiền vậy. Nãy giờ em trôn mấy ổng quá nhờ mọi người. Trời ơi. Cái nãy là tinh dầu á, em thường thường em làm để chuyên massage body á chứ không có ảnh hưởng gì đến mấy ổng hết, mà hôm nay trôn mấy ổng này cũng rất gì mà này nọ rồi á. Giờ em lấy thuốc giả cho mọi người. Để em lấy. Ồ, này thôi á. Mấy ông đầu yếu mà. Thuốc giải. Trời. Ồ, trời ơi. Đây thuốc giải nè. Nhưng mà em nói này mới đưa có 700 mà không có đủ đâu nha. Chứ 700 mà em chích này được không chứ? Mẹ mày nhăn bữa sáng. Em thay cho anh. Mày coi có đồ cho đầy đủ xong mày mới đem qua nha mày. Sao mày ăn chí thừa em này. Tốt mà. Ai biết đâu. Mày làm tốt cái thơm, mày thơm này. Mát hồn, mát hồn, mát hồn. Vì gì? Ừ. Vì gì? Hoa hồng, cảm ơn Huệ. Hoa hồng, cảm ơn Huệ. Cũng láo rồi, cái lật láo con bao à. Bữa chèo mấy rồi. Thấy, thấy được chưa? Thấy ok chưa? Ok không? Anh muốn giải không? Chúng đưa tiền rồi mà nói không giải. Ừ. Tắp re. Nó hơi re đâu. Đi. Phải không? Dùng nước thành quá. Còn dùng cái rỉ bài khác. Sảng khoái không? Lên nè. Tắp đang lên nè. Mày chưa cảm thấy. Rửa chúng mày đó. Nó đang mọc nè, nó đang mọc nè. Đúng rồi. Hình như phải là không? Hình như anh thấy đang lú. Lớn. Giá nó bị cuốn. Em đúng tài thiệt, đúng là thuốc của em nó thiệt. Em đã nói rồi, bỏ ra Vui rồi. Đúng rồi. Cơ này, cảm ơn này. Đồng tiền nó đi riêng với khúc ruột. Cảm ơn này. Nó rất là mát, thê mát. Vì trong nhà. Nó nói gì mày? Mày che mày như mày đó. Chưa nó chưa xịt. Ê, nhưng mà giờ thấy cái thuốc quả cho thấy cái sản phẩm nó sao nó the lên thành cái xí liền đi không mày đéo mày bán đồng tiền em lấy tiền nó phải dễ không. Ủa trời. Cảm thấy là mình như được tái sinh rồi. Ồ hôm nay lên cạnh trăng tổ ngô em nói rồi mấy cái lâm chanh là chết khắp. Mà em nói thật mấy cái ông này sao ấy. Cái này có gì đâu, em làm bên massage thì em lấy cái tinh dầu này massage chứ không phải. Cái tinh dầu này vô cơ thể mình tốt lắm ấy chứ. Thì bởi vậy nó làm mềm da này kia. Nhiều lúc rồi xôi xôi mà xịt vô đều mấy anh đã. Nó đang kêu cái nước đây nước thánh mà mày còn xịt vô đều nữa. Khắc gì khắc. Lấy nước lạnh nó đổ không đâu rồi mấy anh ngu. Thì ai bị hôn nữa. Mày các bạn thấy không, chỗ nào mấy anh tên mình nó đính nha. Cái nước lạnh mà theo vô đều nó cái nó nói chắc mập liền.
tính là mình nói từ nhỏ giờ mình mới thấy luôn. Không, cảm ơn Bí Dung nha, đã giúp anh em mình thực hiện bằng trò này. Xin chào và hẹn lại đơn liệu khác đi. Yeah, mày ngu. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.